Chào các anh chị, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái vẽ biểu đồ Gantt trong cái phân công công việc. Thì ở đây là hồi nãy các anh chị đã học mà tôi chưa clip bài này. Thì ở đây là anh chị có cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Ở đây mình có ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Thì ở đây là ngày ngày ở đây là ngày timeline của mình đó. Thì ở đây nếu mà ngày bắt đầu và ngày kết thúc là ngày bắt đầu là ngày 1 và ngày kết thúc là ngày 2 thì nó sẽ tô cho mình ngày 1, ngày 2. Ngày hiện tại, đây là ngày hiện tại nha. Ngày bắt đầu là số 2 này, 3 thì tôi mình 2 3. Ở đây ngày bắt đầu là thứ tư và ngày kết thúc là ngày thứ tư thì mình tô như vậy. Thì khi mà mình là sếp thì mình muốn nhìn vào ngày thứ sáu là mình sẽ bôi đen mà mình coi như này, ngày thứ sáu là bạn nào làm. Ở đây là bạn Lê Thanh làm. Hoặc là ngày thứ tám là sẽ có hai bạn làm, rồi bạn Hồ Kim và bạn Trần Thế. Thì anh chị muốn làm được bài này thì anh chị coi này, ở đây là ngày hiện tại. Thì yêu cầu là bài này là ngày hiện tại này. Ngày hiện tại thì nó phải lớn hơn bằng ngày bắt đầu ha, bắt đầu nha. Và ở đây là ngày hiện tại á, ngày hiện tại của anh chị á, hiện tại nó phải nhỏ hơn bằng ngày kết thúc. Ở đây này, ngày bắt đầu này là ngày hiện tại là một, là lớn ngày bắt đầu và nhỏ ngày hiện tại. Ở đây lớn ngày bắt đầu và nhỏ ngày hiện tại, nhỏ bằng ngày hiện tại nha. Cái này nó lớn ngày bắt đầu nhưng không nhỏ ngày hiện tại. Thì ở đây á, là điều kiện của mình là ngày hiện tại này nó lớn hơn ngày bắt đầu. Đây là ngày hiện tại nha anh chị, đây là ngày hiện tại nha, đây là ngày hiện tại, ngày hiện tại. Ngày hiện tại nó lớn hơn ngày bắt đầu và ngày hiện tại nó nhỏ hơn ngày kết thúc. Thì mình sẽ ráp công thức này vào. Ở đây các anh chị của tôi ráp công thức nha. Ở đây tạm thời tôi cho nó rộng ra một tí để tôi hướng dẫn anh chị làm cho nó dễ chịu. Thì ở đây anh chị muốn sử dụng ngày bắt đầu á, là các anh chị sử dụng là cái bắt đầu là anh chị sử dụng cách nào. Ở đầu tiên là tôi xóa đi ha, tôi xóa data validation đi. For các tin là Clio này. Thì ở đây cái công thức của mình đó là ngày hiện tại nha. Bằng này, bằng and hai điều kiện nha, bằng bằng and ngày hiện tại, ngày hiện tại là ngày này này. Ở đây anh chị khóa cái chữ G số 5 lại, nó phải lớn hơn bằng ngày bắt đầu này, khóa chữ E lại. Tương tự như vậy, cái ngày hiện tại nó khóa chữ 5, nó phải lớn, nó phải nhỏ hơn bằng ngày kết thúc. Thì ở đây là điều kiện của mình, điều kiện của mình nha. Thì khi mình làm điều kiện, những thằng nào true nó sẽ tô màu và những thằng false nó không có tô màu. Như vậy là cái công thức của mình này là công thức đúng nha. À, khoan, ở đây ngày hiện tại nhỏ hơn ngày bắt đầu, ngày hiện tại này ha, nó nhỏ, nó phải sao ta, lớn ngày bắt đầu nhỉ, nó lớn bằng ngày bắt đầu và ngày hiện tại nhỏ ngày kết thúc, cái này nó mới đúng này ha. Chạy cái nghe mà đó. Thì những thằng nào true nó sẽ tô màu và những thằng nào false nó không tô màu nha. Thì cái công thức này của mình là nó sẽ đúng, ngày hiện tại nó lớn hơn ngày bắt đầu và ngày hiện tại nó nhỏ hơn ngày kết thúc. Thì anh chị copy công thức này này, chuột phải copy, anh chị nhấn enter. Ở đây anh chị bôi hết cái bảng này và sau đó các anh chị sử dụng là for marketing, anh chị sử dụng là manager rule, anh chị sử dụng là cái dùng một cái công thức anh chị dán vào. Thì ở đây á, anh chị muốn cho nó một cái màu nền nào đó, anh chị chọn fill. Ở đây tôi cho màu nền màu xanh lá mạ đi. Thì khi mình làm xong á, mình ok rồi nha, thì nó ra cho mình là biểu đồ timeline. Có nghĩa là sau khi mình làm xong á, mình có thể chỉnh sửa lại ha. Mình chỉnh sửa lại, không biết là chỗ này là chiều cao bao nhiêu. Chiều cao cái này nó là 12 ha. Thì ở đây mình cho chiều cao nó là 12 thôi, đi theo như người ta. Và format này ha, chiều cao nó 12. Ở đây á, chiều rộng mình cho nó nhỏ nhỏ lại một tí ha, mình chiều rộng mình cho nhỏ nhỏ lại một tí. Ở đây á, mình kéo lại cũng được anh chị, mình kéo lại cũng được, hoặc là mình cho nó theo kiểu kia được, mình kéo lại. Thì khi mình kéo lại thì nó ra cho mình timeline như thế này. Đây là cái timeline mình cần. À, thì ở hồi nãy trên lớp á, tôi hỗ trợ, tôi chưa có ghi clip bài này, thì bây giờ tôi ghi clip rồi đó, các anh chị có thể tự tham khảo nha. Ở đây là ngày hiện tại, điều kiện là ngày hiện tại lớn ngày bắt đầu và ngày hiện tại nhỏ bằng ngày kết thúc. Ở đây là ngày hiện tại này anh chị, đây là ngày hiện tại này, đây là ngày hiện tại nha, đây là ngày hiện tại, được chưa? Rồi, chúc anh chị làm bài tốt, chào các anh chị nha.